đây để tua nhanh để quý vị có thể biết được cái giai đoạn nào cần những chất nào nhiều, những chất nào ít, thì tôi sẽ tua nhanh. Đây là các 7 cái giai đoạn quan trọng phát triển của cái cam sành ha. À, công ty Confield sẽ xin chia sẻ với gì. Giai đoạn này là giai đoạn rụng sinh lý lần 1. Đó, nó bằng ngón tay út. Giai đoạn này cần nhiều đạm, nhiều lân nhưng cần ít kali. À, nhưng không nghĩa là không có, chúng ta cần cái kali. Và cái trung vi lượng là gì? Canxi, magie, bo rất quan trọng. Chính vậy, chúng tôi khuyến cáo xài nên xài một lần nữa MBZ. Điểm thứ hai là ở đây giữa cái vỏ là chiếm 2 phần, ruột chỉ chiếm 1 phần. Điểm thứ hai là giai đoạn rụng sinh lý lần thứ hai là giai đoạn mà cái vỏ nó chia và cái tỷ lệ vỏ và ruột, độ dày vỏ và ruột nó bằng nhau. Thì giai đoạn này cũng vẫn cần nhiều đạm, nhiều lân, cũng ít kali nhưng tỷ lệ giữa cái đạm nó thấp xuống tưới và nâng cái kali lên, giữ nguyên cái công thức lân. Và giai đoạn này cũng cần canxi, magie rất là nhiều và một số chất khác nữa như là cái đồng hay là cái kẽm. À, đấy, chúng ta có thể bón gốc là cái thêm, bổ sung thêm cái trung và vi lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn bằng cái hột gà, là cái tỷ lệ giữa ruột chiếm 2 phần và vỏ 1 phần và hột là phát triển. Và cái đây, cái lõi nó đang phát triển rất mạnh ha, cái đường chỉ dẫn của nó là hơi đưa cái dinh dưỡng vô rất là mạnh, cho nên lúc này là đòi hỏi cái lượng dinh dưỡng ở dưới gốc cũng phải mạnh, nước phải nhiều. Đó, và cái nhóm trung vi lượng cũng rất là quan trọng, cho nên chúng ta có thể là sử dụng cái quality cộng camin và ngay cả cái amino nếu cần thiết giai đoạn cực điểm. Thì rồi tiếp tục giai đoạn thứ tư là bắt đầu nở tép muối và nó nở cái da gai. Nếu giai đoạn này mà da nó không có dúng dợn này, nó không thành những cái u nần, nó không có dúng dợn nhiều thì là vườn chúng ta chắc chắn là sẽ trái sẽ nhỏ, nở trái sẽ nhỏ rồi rất lon nhiều. Tại vì giai đoạn này nếu mà da còn xù mốc nhiều thì chứng tỏ là đây là cái tế bào da nó còn rất phát triển, trái có thể lên to. Giai đoạn này là nên bón bắt đầu chuẩn bị cân đối đạm lân kali là vừa với công thức 3 số. Và ở trên chúng ta tiếp tục phun quality và kèm một cái phần nữa là cái thằng á giáp kẽm với thằng cái công thức là magie, humic và cái lupin. À, đây ha. À, giai đoạn này. Rồi, tiếp theo. Giai đoạn này là chính là giai đoạn 1. Đây, chính cái này ha. Dấu hiệu sao? Nó chuyển từ cái màu đây. Đó, rất rõ ràng. Rất rõ ràng ha. Màu vàng, vàng cam sang màu đỏ tươi như này thì bắt đầu là nó đã lên cái đủ đường rồi và cái hột đã thành thục rồi ha. Và cái đây, cái lõi này nó đã nở nữa ha, một cái đây hoàn toàn là nó dẻ. Và giai đoạn này là nó đã nở bung rồi, vậy thì giai đoạn là gọi là chính, có thể bẻ được, bán được. Nhưng tuy nhiên cái nhóm này là nhóm thôi còn hơi chua đó, còn hơi chua đấy. Rồi giai đoạn cuối cùng là quá chín. À, hoàn toàn có thể này, nếu mà chúng ta dùng để ăn sống, ăn tươi thì nên, để ngọt thì nên dùng cái giai đoạn này, còn nếu chúng ta dùng để nước ép thì nên ở giai đoạn này sẽ là phù hợp nhất. Giai đoạn này chúng ta cần cái thằng kali sunfat và cái hũ KBS này là lựa chọn hữu hiệu của bà con nông dân phun qua lá nuôi trái. Thành phần nó đạm chỉ có 4%, mà cái K2O tới 47% và cái SO3 lưu huỳnh triosit 31% và một ít bò ha. Cái đó là sản phẩm đẹp ngoài ngon trong, tên là KBS Italia, nó dạng bột. Hũ này là 200g pha cho 200 lít nước. À, chúng tôi nhập khẩu từ Italia về ha. Đây là giai đoạn rất là quan trọng, hai giai đoạn quan trọng trước thềm này chúng ta phun. À, vậy thì còn một giai đoạn nữa là giao thời, nãy giờ cầu dấu đây, còn một giai đoạn giao thời ha. Đây, chuyển từ giai đoạn này
sang giai đoạn này và giai đoạn chính. Đấy, thì cái sản phẩm quality và KPS luôn luôn là được nhắc tới ba giai đoạn này. Cái quality và KPS bà con cần quan tâm, có thể luân phiên là giữa cái thằng quality với KPS trong từng đợt phun hoa lá của mình chúng ta. Đó, rất rõ ràng ha. Một lần nữa tôi sẽ tua lại cho bà con nhìn các giai đoạn phát triển của trái và trực diện. Đây, giai đoạn rụng sinh lý lần 1, giai đoạn rụng sinh lý lần 2 là bằng ngón chân cái, giai đoạn rụng sinh lý lần 3 cũng là giai đoạn quyết định đến cái vấn đề là lớn trái, chống méo trái, nứt trái, rụng trái ở giai đoạn này ha. Là cái tỷ lệ rất là rõ ràng, tỷ lệ là ruột 1 vỏ 2, còn cái này là tỷ lệ là đều nhau 1:1, này tỷ lệ là ruột 2 vỏ 1, và trên đây nó tăng lên nữa, tỷ lệ tăng nữa, da giai đoạn bắt đầu cái lỗi cuốn nó là chạy gân, thấy rất rõ đây ha, chạy gân rất rõ, hột bắt đầu lớn lên, muối nở ra. Giai đoạn thứ ba, đây nó chuyển, thấy không, chỗ này cần canxi, magie và cái kali sunfat. Và giai đoạn chính đây rất khác biệt ha, này là nó chưa có trống cái lỗi trong này, đó lỗ trong đã là xốp lên, và này là cực kỳ chính, cực kỳ chính. Nếu chúng ta dùng để ăn muối, ăn tươi, nghĩa là lột ra, gọt ra rồi ăn muối luôn, trực tiếp luôn, thì nên để tới chín tất cả này, nó vàng này ha. Còn nếu mà không là để dùng nước ép bán ở quán, hay là chúng ta dùng ở nhà để với soda hoặc gà, hay là với sữa, thì nên ở giai đoạn chín này là vừa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Goldfield rất vui được đồng hành cùng bà con với phương châm lắng nghe và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.